Thưa quý vị, với việc Đà Nẵng mạnh tay xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát trên các lồng bè là chủ trương đúng đắn, góp phần trả lại cảnh quan mặt nước, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2020-2030. Tuy nhiên, bài toán tạo sinh kế mới cho hàng nghìn lao động sau khi tháo dỡ lồng bè cũng là nỗi trăn trở rất lớn của chính quyền các địa phương. Thực hiện kế hoạch 160 của Ủy ban nhân dân thành phố, từ giữa tháng 11 đến nay, lực lượng chức năng các địa phương đã quyết liệt từ vận động cho tới cưỡng chế tháo dỡ rất nhiều lồng bè trên vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà và các sông Cổ Cò, quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi hỗ trợ người dân tiêu thụ thủy sản, nhanh chóng hoàn thành việc xử lý tháo dỡ các lồng bè còn lại. Thời hạn dự kiến được giao tới giữa tháng 12 này. Phường Hồ Quý thì hiện tại có 17 hộ trong cái hoạt động mà nuôi có lồng bè trên sông. Sau khi mà tiến hành vận động thì hiện tại có 4 hộ đã đăng ký di dời và hiện có 2 hộ đã di dời lên bờ, và phường cũng sẽ tiếp tục vận động. Còn trong cái thời gian đấy thì thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận, phường sẽ tiếp tục lập các thủ tục về cái vi phạm hành chính và các cái thủ tục để mà trong cái quá trình nếu mà các hộ chúng ta mà không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề càng đặt ra cho chính quyền các cấp sau cuộc giải tỏa mặt nước này. Bởi tuy là hoạt động nuôi trồng tự phát, nhưng nuôi cá lồng bè đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, và nay thì những con người này đang đứng trước nguy cơ mất nguồn sinh kế. Phần lớn các hộ này cũng thuộc các trường hợp khó khăn, nhiều hộ đã vay tiền ngân hàng đầu tư vào nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thu hồi vốn, lại là lao động không có tay nghề ở những lĩnh vực khác nên việc đào tạo và chuyển đổi ngành nghề rất khó khăn. Người dân chúng tôi cũng mong rằng thì thành phố có lãnh đạo cũng giúp đỡ. Chứ chúng tôi trong cái diện giải tỏa qua bên này thì cũng không biết làm chi, cái nghề có nghề gì hết. Chúng bốn thì cái nghề đi sông nước để nuôi cá thì là làm ăn thôi. Giờ thành phố cấm thì chúng tôi cũng thì chấp hành thì thôi chứ không có gì hết. Theo chủ trương thì chúng tôi cũng thố gỡ rồi, cùng ý kiến trên thì cho hỗ trợ cho chúng tôi thêm nguồn thu nhập cho để buổi trả đời sống của chúng tôi. Trước đó, Ủy ban nhân dân các phường đã tổ chức đối thoại nhiều lần với các hộ nuôi cá lồng bè để có thể tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Đối với các hộ chấp hành tốt chủ trương tháo dỡ, địa phương sẽ linh hoạt các chính sách để có thể hỗ trợ tối đa cho các hộ chuyển đổi ngành nghề hoặc tạo điều kiện vay vốn làm ăn. Các hộ dân sẽ được đào tạo nghề bài bản từ đầu để có thể dễ dàng tiếp cận với công việc mới trước khi chuyển đổi. Vì vậy, khuyến khích bà con nên yên tâm và chủ động phối hợp để tháo dỡ kịp thời. Đối với những cái hộ mà hiện nay mà thực hiện tốt ấy, thì phường theo ý kiến chỉ đạo của thành phố, của quận ấy, thì ai có nguyện vọng thay đổi để chuyển đổi ngành nghề, học nghề mới thì được lập danh sách và tổng hợp báo cáo quận, báo cáo thành phố để được hỗ trợ. Đối với lại phường thì cũng chủ động triển khai đến tất cả bà con ngư dân. Ai có nguyện vọng là vay vốn ngân hàng chính sách để chuyển đổi ngành nghề thì phường là ưu tiên là giải quyết. Trong đó hiện nay cũng có rất nhiều hộ là đã đến vay vốn để triển khai các cái ngành nghề mới. Chủ trương chấm dứt nuôi cá lồng bè trên địa bàn Đà Nẵng đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân, chủ lồng bè và người lao động vẫn cố bám lấy chòi bè, đến vụ vẫn thả cá để nuôi, chấp nhận may rủi và bất chấp chủ trương của thành phố, chỉ vì lý do mưu sinh. Khác so với trước đây, người dân hiện đã chủ động và tích cực hơn trong việc phối hợp với địa phương thực hiện chủ trương chung của thành phố, nhưng họ cũng đang cần sự quan tâm nhất định để tìm kiếm nguồn sinh kế mới, ổn định cuộc sống.